Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai tới sáu, từ 8 giờ sáng 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ năm 22 tháng 8 năm 2024, và thưa quý vị, tiếp tục đại hội đảng dân chủ tại thành phố Chicago. Ngày hôm nay là ngày thứ tư và cũng là ngày cuối. Theo dự trù, tối ngày hôm nay bà Kamala Harris sẽ có bài diễn văn quan trọng trong cuộc đời chính trị của bà để chấp nhận cái sự đề cử của Đảng Dân Chủ ra ứng cử Tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Lát chúng tôi sẽ đi về cái chi tiết cái chuyện đó. Nhưng mà tối ngày hôm qua thì Thống đốc Tim Walz của tiểu bang Minnesota đã chấp nhận sự đề cử trở thành ứng cử viên phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Đây là người đầu tiên kể từ thời mà ông Jimmy Carter tham gia một cuộc bầu cử Tổng thống phó Tổng thống mà không có bằng luật. Ông này xuất thân là một giáo viên, rồi sau đó đi lính, và rồi làm dân biểu, và rồi làm thống đốc tiểu bang Minnesota. Ngày hôm qua, ông đọc bài diễn văn chỉ có 17 phút thôi, không có nhiều, không có dài như những người khác. Nhưng mà ông cũng tạo được một số khí thế ở trong cái buổi nói chuyện ngày hôm qua. Ông có nói rằng là ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây với một lý do đơn giản thôi, là chúng ta yêu đất nước này. Đó là theo lời ông nói tối ngày hôm qua như vậy trong tiếng vỗ tay của mọi người. Thì thực ra ông Tim Walz là cái người mà chỉ có ở trong tiểu bang Minnesota biết ông thôi, còn bên ngoài tiểu bang rất ít ai biết ông. Và bắt đầu ông được người ta biết đến nhiều trong vòng 2 tuần vừa qua, sau khi bà Kamala Harris tuyên bố chọn ông làm ứng cử viên phó tổng thống. Và ông cũng thừa nhận tối ngày hôm qua là ông chưa bao giờ có bài diễn văn lớn như tối ngày hôm qua. Nhưng ông nói rằng tôi cũng nói chuyện theo kiểu mà diễn văn nho nhỏ với học trò tôi rất là nhiều. Tôi ý nói là ông có cái là bao nhiêu năm đi dạy học đó, rồi làm việc trong vai trò là một huấn luyện viên football ở trường trung học. Thành ra ý nói là gì, tôi diễn văn lớn thì chưa bao giờ có, mà diễn văn nhỏ nhỏ trung bình thì rất là nhiều. Đó là cái mà ông mở đầu như thế. Và ông được bà thượng nghị sĩ Amy Klobuchar của tiểu bang Minnesota giới thiệu và nói ông như là một người gọi là một người đàn ông bình dân, một người cha bình dân, ăn nói một cái kiểu bình thường, gọi là ở cái vùng thôn quê, những vùng mà gọi là thị trấn nhỏ nhỏ, chứ không phải là ở những thành phố lớn như những chính trị gia trước đây của Đảng Dân Chủ. Thì ở đây nó là một cái chuyện mà rất đặc biệt, là ông là cái người mà không giống những người trong Đảng Dân Chủ của ông, mà cũng không giống những người bên Đảng Cộng Hòa đối thủ của ông. Ông là cái sự pha trộn ở giữa vừa Cộng Hòa vừa Dân Chủ. Và đây cũng là cái điểm chính mà có lẽ đó là vì sao bà Kamala Harris chọn ông. Và ông trong bài diễn văn ngày hôm qua, ông cũng đưa ra một cái hướng tương lai cho nước Mỹ. Ông nói rằng nước Mỹ nên là một cái nơi mà trẻ em không bị đói, phải có bảo hiểm sức khỏe và có nhà ở đầy đủ. Vì đây là những vấn đề mà nhân quyền, ông gọi là human rights, tức là gì? Không có đói nè, trẻ em không bị đói, có bảo hiểm y tế và có nhà ở đàng hoàng. Đó là vấn đề nhân quyền. Đó. Và ông cũng nhắc đến cái chuyện là tối các em đi ngủ phải có cái chỗ ngủ đàng hoàng, đại khái như vậy. Khi mà ông nói cái chuyện này đó, thì là ông có hàm ý chỉ trích bên Đảng Dân Chủ là đang nhắm tấn công vào cái trường hợp là quyền phá thai cũng như hôn nhân đồng tính. Chúng ta biết là trong lúc ông dạy học ở trung học thì ông cũng là cố vấn cho một cái câu lạc bộ vừa là học sinh bình thường và học sinh đồng tính. Thì trở lại với bài diễn văn của ông ngày hôm qua, sau khi đưa ra những cái thông điệp, những cái ý chữ hướng của ông, thì ông cũng nói đến cái nguồn gốc của mình là như thế nào. Là một người nghĩa là lớn lên ở một cái thị trấn nhỏ chỉ có 400 người mà thôi, ở 400 người. Và ông nói rằng là chúng tôi biết nhau hết, mặc dù chúng tôi có thể là không đồng ý với nhau về nhiều vấn đề, nhưng mà chúng tôi luôn luôn để ý người hàng xóm và chúng tôi sống dựa vào hàng xóm. Tức hàng xóm mà biết thân thiện với nhau mặc dù có thể là khác biệt, bởi vì cái thị trấn nó nhỏ lắm, ở bên Nebraska ông lớn lên ở đó. Và ông cũng cho biết là cái cuộc đời mà đi lính của ông bảo rằng là tôi thì trong quốc hội tôi nếu mà nói bắn súng là tôi hơn hẳn nhiều người lắm. Ý nói là đừng có nói rằng là chỉ có quý vị biết ủng hộ quyền súng, tôi cũng ủng hộ quyền súng. Và ông nói rằng là tôi được hiệp hội súng trường
và cho điểm A đàng hoàng, bây giờ thì điểm F F trừ bây giờ xuống rồi. Như ông nói như thế này, tôi ủng hộ cái tu chính án số 2, tức là quyền được sử dụng vũ khí, nhưng tôi cũng ủng hộ cái quyền mà cái sự an toàn của trẻ em trong việc học. Có nghĩa là ông ủng hộ súng nhưng không phải là sử dụng súng bừa bãi. Và ông nói là tôi biết bắn, tôi ý nói là trong cái thời gian ông đi lính. Và ông cũng trong cái bài diễn văn tối ngày hôm qua thì ông cũng đá nhẹ nhẹ ông Donald Trump là cái người mà đối thủ của cái bên phía Cộng Hòa. Ông Donald Trump năm nay 78, ông này năm nay mới có 60 thôi. Thì ông nói rằng là ông Trump là con người giàu có, chỉ biết nghĩ đến mình thôi chứ không biết nghĩ đến người khác. Cái đó ai cũng biết rồi, nhưng mà nói chung là ông cũng nhắc nhở cái chuyện đó. Và trong đó thì ông có đề cập đến cái chuyện mà sinh đẻ trong cái quyền phụ nữ. Thì trong đó ông nhắc tới cái người con trai của ông là Gus, 17 tuổi, là cái người mà được gọi là sinh bằng cái cách gọi là cái gì không có bình thường đó, tức là họ phối hợp tinh trùng gọi là IVF đó. Thì ngay lúc mà ông nói như vậy thì cái ống kính truyền hình chiếu xuống người con trai 17 tuổi của ông. Và cái người con trai nói, oh, that's my dad. Cái vụ này, cái đoạn và cái anh ấy khóc. Sau đó có lên trên sân khấu ôm bố mình. Thì cái đoạn video này ngày hôm qua nó lại coi như là steal the show của cái ông Tim Wall. Tức là làm cho người ta chú ý. Khi mà người ta nhìn cái đó và bây giờ cái đoạn video mà cái người con trai đó, đó khóc đây đó. Bây giờ nó trở thành viral. Và người ta bây giờ lần đầu tiên biết, ông này có đứa con trai 17 tuổi. Và nhìn rất là giống ông. Đó, thì... đó là cái thời điểm mà coi như là tối ngày hôm qua khi ông nói và ông nhắc đến người con của mình và nói đến cái vấn đề gọi là cái quyền phụ nữ trong cái chuyện mà thụ thai trong ống nghiệm hay này kia vân vân vân. Và đây là cũng là cái điểm mà Đảng Cộng Hòa cũng đang gây tranh cãi và họ phải chống cái chuyện này, đặc biệt là tiểu bang Alabama. Chắc quý vị còn nhớ là bây giờ họ bảo những cái phôi đó khi mà thử đó mà không xài được thì người ta bỏ, thì bây giờ họ bắt phải giữ cái đó. Giữ đó cho dù là nó không xài được phải giữ mãi mãi luôn, bởi vì họ coi đó là một mạng người, đại khái có thể gây tranh cãi. Thì ngày hôm qua ông nhắc đến cái chuyện đó, và ngày hôm qua qua cái buổi nói chuyện của ông thì cũng cho thấy rằng là nó có một khía cạnh khác nữa. Ông Donald Trump coi chừng, đừng có dẫn mặt với ông này. Ông này có thể nói rằng là cái kiểu ăn nói của ông là hơi bô bã, không phải là một chính trị gia theo kiểu mà Hillary Clinton hay là Obama hay là những người gọi là đại trí thức. Ông này không phải cái kiểu đó. Và ông này cũng sẵn sàng ông ăn miếng trả miếng liền. Thì ông có thể là đây là cái vai trò mà từ đây cho đến ngày gọi là tranh cử, ông có thể là đóng vai trò rất tốt cho bà Kamala Harris. Bởi vì cái lối ăn nói của ông đó là kiểu nửa quê nửa thành thị. Muốn bi nhiêu là bi. Bây giờ chơi cái nào tôi chơi hết, tôi không có sợ. Thầy cho ông, người ta bảo là ông Trump phải coi chừng cái ông này. Một cái điểm nữa đó là ông này thì coi như là cái kiểu mà coi như là Đảng Dân Chủ đang rất cần. Bởi vì lâu nay đó thì cử tri ở tại các cái vùng cử tri mà Dân Chủ đó, ở các cái vùng thôn quê, các vùng tỉnh lẻ, dần dần họ bỏ Đảng Dân Chủ. Bởi vì Đảng Dân Chủ đó bị bên Đảng Cộng Hòa, nghĩa là họ dán cho cái nhãn là gì? Trước giờ đó Đảng Dân Chủ toàn là cái bọn ở bờ biển không à? Cái bọn cấp tiến, cái bọn bờ biển, cái bọn gọi là trí thức, nó không có để ý gì đến cái cuộc sống người dân ấy. Dần dần người ta bỏ Đảng Dân Chủ và theo Đảng Cộng Hòa. Thì bây giờ bên Đảng Dân Chủ chọn được cái ông Tim Wall làm cái ông mà xuất phát từ những thành phần gọi là thôn quê, rồi mới ra thành thị, rồi cũng biết sử dụng súng và là một cái người mà gọi là trung dung. Thì mà bây giờ ông ngày qua ông tự hào với cái nguồn gốc miền Trung Tây của mình. Cho nên đây là một cái gọi là cái chiến lược mà bà Kamala Harris cũng như Đảng Dân Chủ sử dụng để hy vọng là lấy được cái lá phiếu của những cái người mà gọi là lâu nay họ xa lánh Đảng Dân Chủ. Và ngày hôm qua cũng nhắc đến cái chữ queer là cái chữ mà quái gở mà bây giờ ông nổi tiếng nhờ cái chữ đó. Ngày hôm qua cũng đưa ra trường hợp ông Trump ra là ông nói ông đúng là queer đó. Thì chính vì cái câu queer này của ông mà nó trở thành một cái gọi là hiện tượng và cũng làm cho ông Trump khó chịu. Ngày hôm qua tôi có đưa tin cho quý vị là ông Trump bảo tại sao cái người này bảo tôi queer thì không sao, tôi quyền tấn công lại chứ. Thì đó là cái ông Tim Wall tối ngày hôm qua trong bài diễn văn 17 phút. Và xin quý vị đừng lên màn hình FPTN.
chúng tôi sẽ trở lại chương trình với đề tài ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình SBTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình của đài. Tôi đang nói về cái đêm thứ ba của Đại hội Đảng Dân Chủ tại Chicago tối ngày hôm qua, mà ông thống đốc Tim Walz của tiểu bang Minnesota chấp nhận sự đề cử của Đảng Dân Chủ làm ứng cử viên phó tổng thống cho bà Kamala Harris. Chào Mai Phi Long, chắc tối qua anh cũng coi mấy chuyện này, có gì mới lạ không, xin anh chia sẻ với khán giả. Ngày hôm qua, như hồi nãy anh Dũng có trình bày cái chuyện mà cái bài diễn văn mà gọi là nhậm chức. Nhận sự đề cử của bên phía Đảng Dân Chủ ra tranh cái chức phó tổng thống của ông Tim Walz ngày hôm qua. Niềm vui cũng có, nhưng mà chúng ta cũng thấy nước mắt. Và cái nước mắt này thể hiện ở người con của ông Tim Walz. Khi ông kể chuyện là ông có con nhờ cái phương pháp là thụ tinh nhân tạo. Thì đứa con khóc, và cái hình ảnh đó, đúng như anh Dũng diễn tả cho quý vị, nó là một cái hình ảnh gọi là go viral. Và nó trở thành một cái tâm điểm mà ngày hôm qua người ta chú ý. Và đây nó vạch ra một cái vấn đề khác ở tại nước Mỹ, rằng là cái tình trạng hiếm muộn không phải là chuyện chỉ có một số người bị trời phạt mà không có. Thưa quý vị, đây là một tình trạng rất rất là phổ biến. Cho nên những cái chủ đề mà bên phía Đảng Cộng Hòa cứ tấn công vào vấn đề phá thai nhân danh, chuyện này nhân danh chuyện kia, đều đi ngược lại với những cái nhu cầu thiết thực và những vấn đề thực tế mà người dân Mỹ và hầu như mọi người trên thế giới đều phải đối diện. Thì ngày hôm qua, ngoài cái chuyện mà có những giọt nước mắt của con của ông Tim Walz, ngày hôm qua cũng có một cái chuyện cũng rất rất là vui. Xin ban kỹ thuật cho xem ảnh laptop của tôi trước khi vào. Thì tôi kể là ngày hôm qua chúng ta biết là ông Tim Walz là một huấn luyện viên football. Thì ngày hôm qua ông football, ông gọi là ông huấn luyện cho ai, đội tuyển của ông là như thế nào? Thì thưa quý vị, ông huấn luyện cho đội tuyển trường trung học, trở thành vô địch của tiểu bang. Và bây giờ các cầu thủ này cũng lớn rồi, và ngày hôm qua họ cũng tập trung tại Chicago để lên tiếng bảo vệ, lên sự ủng hộ cho cái người thầy của mình. Xin anh Thanh cho xem ảnh laptop của tôi. Đây là cái cảnh mà giới thiệu những học trò của ông thầy, sẽ âm thanh cho nó dữ dội tí xíu. Đây là những cầu thủ của ông Tim Walz. Ngày xưa là các cậu này là các cậu học trò trung học. Bây giờ chúng tôi nhớ rồi. Có nghĩa rằng là đây là người thật việc thật anh Dũng. Chứ không phải là tôi nói là tôi coach football mà là đội bóng ma. Đây là đội bóng có thật. Chỉ có điều là các em bây giờ lớn tuổi rồi. Đây là những người mà học sinh trung học của ông Tim Walz ngày xưa ông huấn luyện, những học trò của ông. Và đây là cái màn mà gọi là giới thiệu ông. Người ta dùng cái hình ảnh, dùng những nhân vật này lên để giới thiệu ông. Và sau đó người ta phát lên những cái phát biểu của ông mà trong lúc mà ông làm huấn luyện viên. Nó nhắc về một cái văn hóa rất là quan trọng của cái vùng gọi là Trung Tây. Nếu mà quý vị theo dõi cái chính trị, thể thao, văn hóa xã hội của Mỹ đó, thì quý vị mới thấy là văn hóa football ở miền Trung Tây rất quan trọng, đặc biệt là ở cấp trung học và đại học, chứ không phải ở cấp chuyên nghiệp. Thường thường chúng ta coi, chúng ta thấy đó, là những đội bóng football chuyên nghiệp, chẳng hạn như Miami, rồi chẳng hạn như Raider, chẳng hạn như là Cowboy, chẳng hạn như là New England, toàn là những thành phố lớn, đó là dân chuyên nghiệp rồi. Nhưng mà dù chuyên nghiệp đều xuất thân từ những cái trường trung học và đại học rồi mới lên chuyên nghiệp và lên pro đó. Thì ai cũng phải trải qua hai cái giai đoạn đó. Nhưng mà đối với những cầu thủ mà ngay cả khi họ lên chuyên nghiệp rồi đó, ngay cả họ thành công là họ vẫn không tự hào bằng những cái giải thưởng mà họ lấy thời trung học và đại học. Mà đặc biệt các cái giải mà trung học đó và đại học đó, nhất là đại học, thì quý vị để ý lại không phải là các thành phố lớn lấy vô địch, mà là những cái tiểu bang nhỏ ở miền Trung Tây.
Mà những tiểu bang đó thì không có những đội bóng chuyên nghiệp, mà chỉ có đội bóng trung học và đại học thôi, mà là họ lại chơi xuất sắc. Ví dụ như tiểu bang Nebraska, một tiểu bang nhỏ ít dân, nhưng mà cái đội bóng trường đại học của Nebraska là nổi tiếng nước Mỹ, nhiều năm vô địch của nhà nó đại khái, tôi kể sơ sơ để quý vị hiểu á. Cho nên họ đánh vào ngay đúng cái tâm lý của cái vùng Midwest. Chứ bây giờ mà ngày hôm qua mà đưa chẳng hạn như là cái gì Tom Brady, Tom Brady là cái gì xa quá, đó, không, tôi là ví dụ á, anh đưa những người mà là chuyên nghiệp mà ở vùng lên là thua, đúng không? Tom Brady là Jerry Rice gì đó đại khái, hay là Eli Manning rồi đó, cái đó là quá pro rồi, đúng không? Đưa lên cái đó là hỏng, đưa những cái loại mà gọi là trung học và đại học, đó là cái tâm lý của cái gọi là về mặt chính trị và xã hội của cái chuyện ngày hôm qua. Tôi muốn nói mở thêm cái xíu để quý vị hiểu, thưa Long. Cái chính xác của anh, cái phân tích của anh rất là chính xác, mà tôi chứng minh luôn, tôi chứng minh dùng cho anh luôn chuyện này. Xin anh Thanh cho xem cái bản laptop của tôi. Thì thưa cái đoạn mà cái cảnh mà hồi nãy mà chúng tôi chiếu đó quý vị, là lấy từ cái đài truyền hình Fox 9. Yeah. Thì những người mà xem đài Fox thì chúng tôi biết họ là ai rồi. Vâng. Bây giờ họ đưa ra những lời phê bình này thưa quý vị. Nè. Họ hoan hô lên. Harris War cho đài nước Mỹ là không còn những cái loại MAGA tầm thường nữa. Bây giờ cái đài video này, cái video này nó làm cho tôi xét lại cái giá trị của tôi. Bây giờ cần thêm nhiều người cười nữa và cần thêm những con cat, những con mèo. Đó không? Rồi ở dưới đây nè, chúng ta xem có một người mẹ tên là Mary Burr 3145 nè, làm cho rất là tươi mát và cần những người chính trị gia mà có thể là láng giềng của chúng ta và là thầy giáo của chúng ta hay là huấn luyện viên cho chúng ta. Tim Walsh có ra người rất là xứng đáng. Thưa quý vị, nó có tác động liền anh Dung. Vâng. Những người mà xem đài Fox chúng ta biết là họ thuộc thành phần nào, nhưng mà họ xem cảnh này và họ đưa ra cái ý kiến mà chúng tôi vừa mới đọc cho quý vị thì thấy rằng là cái tác động và cái sự quyết định đúng đắn khi chọn ông Tim Walsh đứng chung liên danh cùng với bà Kamala Harris. Vâng, đó là cái chuyện mà văn hóa thể thao, văn hóa nói chung của cái vùng Trung Tây nước Mỹ. Mà tôi muốn trở lại cái bài diễn văn của ông Tim Walsh ngày hôm qua, mà tôi nhắc cái người con trai 17 tuổi của ông đó. Tại vì trước đó là ông dẫn một câu chuyện, ông chỉ trích ông thượng nghị sĩ J.D. Vance. J.D. Vance, ứng cử viên phó tổng thống của ông Donald Trump. Ông có nói là tôi rồi đó, tôi dạy học cái lớp, tôi tốt nghiệp ở trong cái lớp của tôi đó. Cả lớp 24 đứa mà chẳng có nào đi học ở Yale hết. Đầu tiên vô là dớt liền. Dớt ông đi J.D. Vance. Và ông nhắc lại cái chuyện là ông J.D. Vance chỉ trích những người mà không có con. Cách đây vài ngày thì phát ngôn viên của ông J.D. Vance có làm rõ là ý ông J.D. Vance đó là chỉ trích những người không chịu có con, chứ không phải là những người không có con, tức là cố tình có con mà không được. Nhưng mà đó là cái cách nói mà chưa cháy, nhưng mà nó đã quá trễ rồi. Thì ngày hôm qua khi mà ông Tim Walsh đó, ông nhắc cái chuyện là ông đưa câu chuyện gia đình vô luôn. Ông với bà vợ gặp rất là khó khăn trong vấn đề mà thụ thai cho vợ, phải qua những cái thủ tục vậy. Và tất nhiên nó có những cái khó khăn của nó. Tức là ông nói là ông J.D. Vance chỉ trích chúng tôi. Và cái người con trai của ông 17 tuổi đó, cách đây vài ngày thì trả lời một cái tạp chí đó, hai ông bà nói rằng là đẻ ra nó cũng không phải là bình thường, nó cũng gặp khó khăn chứ không phải không đâu. Khó khăn trong vấn đề nói, trong các cái hành động, nó không phải là đứa trẻ bình thường. Đó. Nhưng mà khi mà nói lên như vậy đó thì tự nhiên cái đứa con trai bảo oh that's my dad. Thì cái chuyện đó cả mọi người, cả hội trường người ta tập trung ra nhìn và nó go viral. Yeah. Tức là cái đứa con này người ta nhìn thấy trong đó là có thể là con của người ta, có thể cháu của người ta sau này luôn. Xin bác thuật cho coi cái laptop của tôi, được coi cái giai đoạn này, cái thời điểm này. Đây là cái thời điểm đó. Cái người con trai khóc và nói lên đó, và kêu cái người chị luôn. That's my dad. Bây giờ nó go viral anh. Nó go viral đó. Tức là nhìn cái thấy cái người con trai này không phải là người con trai bình thường, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là cũng nói được câu that's my dad. Thì cái chính cái đoạn này nó là gây ra cái xúc cảm cho tất cả mọi người coi. Thành ra là
Ngay cả phát ngôn viên của ông Biden qua coi xong, bà đó bảo là gì? Trời đất ơi, coi như là ông Tim Wong hôm qua nói rất hay, nhưng mà cái hành động của đứa con trai còn hay hơn. Tôi nói theo kiểu người Mỹ là steal the show đó. Yeah. Steal the show đó. Thì đó là cái tôi muốn nhắc lại trong cái câu chuyện mà ông Tim Wong, ông không giấu giếm gì cái chuyện đó, mà ông đưa ra luôn trường hợp đứa con trai của tôi. Đó. Và đứa con trai nó phản ứng, thì không biết là đóng kịch không, chúng ta không biết. Có nhiều người bảo chắc đóng kịch, nhưng mà người ta nhìn đã biết ngay là tôi biết đóng kịch hay không, nhưng mà mình chỉ từ từ. Và ngay cả đóng kịch mà đóng kịch thì quá khéo. Đó. Tôi không biết, nhưng mà rõ ràng là để, nếu quý vị theo dõi đến cuối cái phần cuối cái buổi đại hội của Đảng Dân Chủ trên sân khấu, thì khi gia đình của ông bước lên thì đứa con nó vẫn khóc anh. Vâng. Vẫn khóc trên sân khấu. Rồi lúc mà chào mọi người đi ra thì đứa con vẫn khóc. Thì chúng ta thấy đây là cái hình ảnh xúc cảm thật sự. Và thấy, chúng ta thấy rõ ràng là những cái điều này nó có một tác động rất lớn cho những cái thành phần cử tri. Nếu chúng tôi không nói là những cử tri mà nguồn gốc ở các vùng nông dân, nông nghiệp ở các tiểu bang miền Trung Tây, họ cảm thấy ông Tim Walz là một người rất là gần gũi. Yeah. Anh may là anh nói kịp, anh phải nói là Trung Tây, thế em đừng nói nông dân, nông dân nó bao gồm cả miền Nam. Yeah, yeah. May là thế. Nói chung ta gọi là Trung Tây. Yeah. Khi mà nói nông thôn nó thường là nghĩ về miền Nam nhiều. Yeah. Miền Nam có các đồn điền làm bông vải sợi này kia các thứ. Không. Mà khi mà nói về nông thôn nó nghĩ bên, đồn điền, người ta nghĩ đến những người Trung Tây là những cánh đồng bạt ngàn đi hoài mà chúng ta không thấy không tưởng chừng. Đúng, nhưng mà người ta không nói vùng nông thôn. Khi nói nông thôn người ta nghĩ đến là miền Nam, thì người ta ngụ ý là miền Nam nước Mỹ nhiều hơn. Thì nó lại có cái chuyện là ngày xưa những người da đen làm trong đồn điền, anh nhớ không? Đó. Nhưng mà thường trong cái thuật ngữ văn hóa mà chính trị của Mỹ, người ta hay gọi là vùng Midwest, là vùng Trung Tây, chúng ta không nói là rural area. Khi nói rural area người ta nghĩ đến miền Nam thì người ta bảo thủ hơn, người ta khác. Còn cái anh Midwest là anh nửa này nửa kia. Đó. Tức là vừa hơi bảo thủ mà cũng vừa hơi cấp tiến. Tại vì miền Trung Tây biết nó nằm đâu không? Nó nằm gần Canada. Thấy cái ảnh hưởng Canada. Nó không, nó nằm dưới Ngũ Đại Hồ. Đúng rồi, nhưng mà nó gần Canada. Vùng nó đó, không phải. Cái vùng đó họ không sống bằng cái nghề mà khai thác dầu. Nên họ bảo vệ môi trường. Đúng, yes. Đúng, nhưng mà cái chính là anh thấy không? Tại vì cái vùng miền Nam nước Mỹ á, thì nằm xa Canada hơn. Mà nó nằm gần Mexico, đáng lẽ phải cấp tiến, nhưng mà sao lạ ha? Không phải, tại vì họ ăn dầu. Sĩ Quy đừng rời màn hình FPTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.